là nhiều khi các bạn khi mua đồ chơi về, đặc biệt là bong bóng bạc, đồ chơi bong bóng bạc và những cái bong bóng màu bóng tròn 30 ly hoặc là 40 ly hoặc là 60 ly các bạn, thì các bạn quên mua những cái cây ve này nè. Cái này là thuộc là cây ve, ve mũ đó các bạn. Đó, những cây ve này mình sẽ xin hướng dẫn các bạn review cho các bạn xem về cái cách để mình chế cái cây này nếu như mà khi các bạn ở xa nha. Ở xa mà không có điều kiện mua thì mình xin hướng dẫn các bạn chế. Thì đầu tiên để chế được cái cây nồng như thế này nè các bạn, cái đồng mũ như thế này nè, mình phải cần chuẩn bị thứ nhất là một cái kiềm nha các bạn. Thứ hai là một cái ống, ống này là ống nhựa. Ống nhựa này theo cái nồng này nó nồng bóng bạc thì cái ống này phải ống 34 nha các bạn. Đó, còn nếu như các bạn làm những cái nồng bóng nhỏ, những bóng 40 ly thì các bạn có thể là dùng cái nồng, dùng cái ống nhỏ hơn, có thể là ống 27 thì nó sẽ phù hợp hơn. Cái nồng này cũng sẽ áp dụng cho cả bóng 60 ly nha các bạn, bóng tròn bự 60 ly á. Thứ hai là cái cây que này nè. Cái cây que này mình xin nói nha. Cái cây que này á, những các bạn nào ở vùng xa mà không có điều kiện mua cây này thì các bạn có thể dùng cây tre của mình á. Cây tre thì mình thấy ở đâu cũng có. Các bạn dùng cây tre, các bạn cắt ra rồi các bạn sẽ dùng dao các bạn chẻ, chẻ nhỏ ra rồi các bạn sẽ vuốt lại, vuốt sao cho nó tròn lại. Đừng. Còn cái tiếp theo nữa là các bạn phải chạy đi mua. Các bạn phải chạy ra tiệm cửa hàng sắt á, các bạn mua cho mình một cái dây kẽm. Dây kẽm này á, như hồi nãy mình hỏi ở ngoài cửa tiệm á, là 10, kích thước khoảng 10 mm á. Ủa cái này là mấy ly cô? 10 10 à? Này lấy cho con nửa ký. Thì mình thấy cái sản phẩm này, cái chi kẽm cả này là nó cũng vừa rồi, 10 ml là nó cũng vừa rồi. Còn những các bạn nào bán bóng lớn hơn, những bóng chì á, cái bóng 9 ml á, bóng to đùng luôn á, thì các bạn có thể dùng cái kẽm to hơn một xíu, thì cái đó các bạn phải tự đi lựa. Còn ở đây mình chỉ review lại cho các bạn xem cái dây kẽm để làm nồng bóng bạc thôi. Đó, theo cá nhân của mình là dây kẽm khoảng 10 ml là vừa rồi. Thì cái quá trình này làm lúc đầu sẽ rất là đau tay nha các bạn. Quấn cho mình một nồng qua đây nè. Đây, các bạn quấn như đây nè cho mình một cái nè. Bạn thấy không? Rồi các bạn cuốn cho mình một cái. Đấy. Những các bạn nào làm chuyên nghiệp á, thì mình không nói rồi. Tại vì ngày xưa á, mình bán á, đâu có cái cây này đâu các bạn. Mà lúc trước bong bóng này ra á, thường thường là cái cây này không có, cây này mới sản xuất ra sau này các bạn. Hoặc là do cái quá trình buôn bán cái cây này có thể là cái giá thành nó cao hơn cái cây này. Thì những cái anh chị hoặc là các cô chú bác ngày xưa á, thường chế lại những cái cây này nè. Chế lại cây này để làm chi? Thứ nhất là tiết kiệm cái giá thành sản phẩm. Tại vì mình đi bán thì mình có cái thời gian rảnh, mình chỉ có đi bán ngoài cái thời gian rảnh thì mình ở nhà mình làm những cái sản phẩm, làm những cây nồng này thì nó sẽ tạo được cái lợi nhuận cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần chi phí nữa. Thì cái cây này thì cái giá thành nó như thế nào thì các bạn lên website của mình, các bạn tham khảo thì sẽ biết được cái giá của cây này nha. Đó, thì những cái anh chị nào làm lâu năm thì quấn hay rồi, thì có thể là quấn nhiều vòng cho một con dây chì thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, có nhiều cái vô một cái gì, có thể là làm một cái một lần 3-4 nồng, hoặc có thể thậm chí nhiều hơn nữa nha các bạn. Đó, các bạn quấn cho mình một nồng rồi các bạn bẻ qua đây một cái gì nè. Rồi ok các bạn, cái này là 4 nồng rồi nè, 4 nồng. Sau đó các bạn dùng cái kềm cho mình nè, cắt cho mình. Đây, cắt cái mí này nè các bạn. Nè, các bạn cắt phải lưu ý nè. Cái cọng dây chì nó bên dài bên ngắn nha các bạn. Hút này là bên dài bên ngắn nè. Đó, cái nào cũng vậy nha các bạn. Cái dài cái ngắn nè các bạn thấy không? Đây, cái dài cái ngắn nha. Đây dư mình cắt bỏ đây. Đây các bạn. Cái cây này á thì các bạn có thể là
ngắn hay dài là tùy theo nhu cầu các bạn phải để làm sao cho kích thước của cái sản phẩm. Có nghĩa là cái cây này bạn phải để làm sao cho nó tương ứng với cái sản phẩm của các bạn buôn bán thì nó mới tương xứng với cái cây được, nó mới đẹp được. Thì hả, theo mình á, nếu như đối với bán bóng bạc á, theo riêng cá nhân mình á, bán bóng bạc á, thì cái cây này có kích, nó có chiều dài nó khoảng cỡ 35 đến 40 cm là vừa nha các bạn, bóng bạc. Còn nếu những bóng tròn nhỏ, bóng tròn như bóng 3mm, bóng tim này nè, thì các bạn có thể làm cái cây nó ngắn lại, nó tầm khoảng cỡ 30 là vừa nha. Cái đó là theo ý kiến của mình. À, còn những bóng mà lớn hơn 6mm hoặc 9mm á, bóng to á, thì các bạn có thể làm cây dài hơn hoặc cây to hơn, cây to hơn một xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô trực tiếp nè. Các bạn phải làm nè, các bạn phải quấn, các bạn phải để cái tay như thế này nè, các bạn thấy không, các bạn bẻ cái tay này vô đây đó, rồi các bạn sẽ quấn cây này qua đây, các bạn thấy không, các bạn quấn cho thật đều cái cây vô thì nó đẹp, rất là đẹp đó. Các bạn làm cho mình, các bạn rảnh thời gian các bạn bỏ các bạn làm cho mình làm một, nhưng mà cái sản phẩm cái này, cách này làm thì nó cũng nhanh thôi các bạn, nó sẽ tiết kiệm được chi phí cho ta một phần, tại vì dây kẽm này chúng ta mua ở ngoài thị trường nó không có bao nhiêu tiền cả, một ký nó khoảng cỡ 25 đến 30 ngàn là dữ lắm rồi các bạn. Các bạn một ký các bạn làm rất là nhiều nồng luôn, rất là nhiều cây que luôn đó. Làm gì các bạn lấy kiềm các bạn bóp ở đầu lại đó các bạn, bạn bóp lại xong rồi các bạn cầm cái kiềm cho mình, cầm cái kiềm các bạn xoay lại, xoay cho nó siết cái chiều của cái dây chì lại các bạn, siết lại rồi siết cho các bạn để gì là rồi đó, như thế này là ok rồi các bạn. Các bạn thấy nó gần giống cái cây này chưa, nó gần giống chưa, nó gần giống rồi đúng không đó. Thì một chút mình sẽ chỉ cho các bạn buộc, các bạn cứ xây đi, các bạn làm thật là nhiều vô, làm một lần khoảng cỡ 50-60 cây, 100 cây gì đó các bạn xây hết đi. Thì dễ cách buộc, cách buộc là như thế nào đây mình chỉ với các bạn. Các bạn cầm cái tay nè, các bạn bẻ xuống, các bạn bẻ xuống gì là thành một cái nòng rồi nè các bạn, các bạn thấy không, thành một cái nòng nè. Rồi buộc như này là có thể buôn bán được rồi, nhưng mà mình bán vào những cái mùa Tết nè hoặc Noel nè, gió nhiều lắm, nó sẽ thổi gió, sẽ thổi hoài cái bong bóng mình sắc lắc lư hoài nè các bạn. Khi lắc lư hoài thì nó sẽ cái ma sát của cái thằng bong bóng này với cái cọng kẽm này nó sẽ va chạm vào nhau, khi nó va chạm vào nhau thì nó sẽ làm cho cái bong bóng chúng ta chốc từ từ nó sẽ bị lủng và có thể thậm chí là nó đứt nguyên cái cùi luôn các bạn đó, nó đứt nguyên cái cùi này luôn. Thì để khắc phục được tình trạng đó thì các bạn lưu ý, thì các bạn mua bóng bạc này về thì các bạn bơm, có những cái nó bể thì các bạn giữ lại cho mình, hoặc là những cái bong bóng tròn, bóng tim này nó bể thì mình giữ lại để làm chi, đây để làm chi các bạn. Các bạn lấy bong bóng bể đó, các bạn quấn cho mình vô đây nè. Các bạn kỹ nha, các bạn rảnh các bạn quấn cho mình hết. Ô vậy thôi, các bạn phải buộc chặt nha. Nếu như bạn có những cái bóng dư nữa thì các bạn thì quấn dài tay luôn. Đó. Rồi sau đó các bạn buộc cái bóng này vô. Thì có thể cầm nó các bạn buôn bán được rồi. Các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể cầm là buôn bán được. Nhưng mà các bạn không cần phải vắng, mất thời gian. Thì các bạn cứ để cái bóng vô đây thôi. Đó. Rồi các bạn quấn cho mình. Rồi các bạn gài lại. À, nó cũng giống như cái bóng cây này thôi, nó cũng giống thôi gì các bạn đó. Thì đây là những cái cách lưu ý và những cái hướng dẫn để mình làm cây
cái đế, cái nòng bóng để